Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ công thức để làm bún tươi. Bún rất là ngon, dai, để qua đêm vẫn không bị bở, mà làm rất là nhanh, khoảng chừng 10-15 phút là mình đã làm xong rồi. Hôm nay mình chia sẻ với các anh chị nào chưa từng làm bún hoặc đã làm rồi nhưng chưa thành công do bún còn bị nát, bị gãy vụn. Công thức hôm nay mình sẽ cho mọi người làm thử nên với số lượng rất ít, và nếu thành công thì mình hãy nhân công thức lên nha. Mình đã làm rất nhiều lần và thấy công thức này cho ra sợi bún là ngon nhất. Xin mời các anh chị cùng làm thử với mình nha. Nguyên liệu chính của chúng ta hôm nay gồm có 4 loại bột. Đây là bột gạo, bột năng, bột khoai tây và bột mì đa dụng, bột mì số 11 đó các bạn. Mỗi loại bột có khối lượng riêng khác nhau nên ở đây mình sẽ dùng cân cho chính xác, còn nếu các bạn đong bằng khắp thì nó sẽ tương đối thôi. Tỷ lệ các loại bột như sau: 100g bột gạo mình đong đó là 1 cup, 50g bột năng là 1/3 cup thôi các bạn nha, 25g bột năng mình sẽ đong bằng muỗng canh tablespoon, 2,5 muỗng, và 25g bột mì cũng 2,5 muỗng canh. Cho vào 1/4 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Mình chuẩn bị 200ml nước sôi nha. Cho từ từ vào trong bột. Mỗi lần cho một ít và dùng phới trộn lên. Cho khoảng 150ml nước thì mình dừng lại. Trộn đều cho bột thấm hết nước và nguội bớt thì mình dùng tay nhồi bột nha. Nhồi cho bột đều và tiếp tục thêm nước, mỗi lần một ít thôi. Bột nó hơi dính tay thì không sao, các bạn cứ nhồi một tí nữa, bột sẽ đều tạo thành một khối mịn thì không còn dính tay nữa. Mình sẽ không dùng hết nước này đâu, các bạn cứ cho từ từ và kiểm tra bột thật kỹ nha. Mình nhồi cho bột thật đều mà thấy bột vẫn chưa kết thành một khối hết, vẫn còn bột khô ở ngoài thì mới thêm một ít nước. Bây giờ bột đã đủ nước để quyện thành một khối mịn như thế này. Mình sẽ kiểm tra coi bột đạt để làm bún chưa nha. Kéo bột ra xem độ dẻo. Bột dễ đứt ra như vậy là chưa đạt nè. Mình sẽ thêm nước và nhồi tiếp nha. Dùng muỗng cà phê cho 5ml nước thôi. Mình không cho nhiều quá, bột sẽ bị nhão, lúc đó bún sẽ mềm và dễ nát. Tiếp tục nhồi cho thật đều.
Mình lại kiểm tra bột. Như vậy là chưa đạt nè. Bột cần phải dẻo hơn một chút nữa. Tiếp tục thêm vào 5ml nước và nhồi tiếp. Mình kéo bột thử nha. Bột mềm và dẻo như thế này là đạt nè các bạn. Đoạn này quan trọng nên các bạn xem kỹ ha. Canh nước cho bột sẽ chiếm 50% thành công của việc làm bún. Mình sẽ kiểm tra lượng nước còn lại. Đây là 25ml, tức là mình đã dùng 175ml rồi. Tùy vào bột mới hay bột cũ và khả năng hút nước của bột mà mình canh nước cho phù hợp nha. Thông thường sẽ dao động từ 170 đến 180ml nước. Mình sẽ cho vào 10ml dầu ăn, là 2 muỗng cà phê. Dầu sẽ giúp cho cọng bún được mướt hơn. Nhồi cho bột thấm đều dầu. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi và một thau nước đá lạnh. Mình dùng một cái khuôn ép bún như thế này. Có nhiều size, bánh canh, bún bò, phở. Hôm nay mình ép bún sẽ dùng khuôn nhỏ nhất. Khuôn này dùng rất đơn giản, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Mình sẽ chia làm hai lần ép bún, không cho đầy khuôn quá vì khi ép, bột sẽ tràn ra ngoài. Ép bột vào nước đang sôi. Để tự động bún chín sẽ nổi lên, mình không khuấy nha. Bún nổi lên như thế này thì mình vớt ra. Cho ngay vào thau nước đá lạnh. Thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm cho bề mặt cọng bún xe lại và làm cho bún được dai hơn đó. Nước sôi lên trở lại, mình tiếp tục ép bún lần 2. Bún chín nổi lên, mình vớt ra ngâm nước đá lạnh. Bún ngon quá chừng nè. Mình có thể cho một lát chanh hay một ít giấm vào thau nước đá để giúp cho bún trắng hơn. Nãy giờ ngâm bún cũng được 5 phút. Bây giờ mình vớt ra rồi rửa lại thật sạch bằng nước lạnh. Rửa cho cọng bún sạch hết nhựa bao quanh phía bên ngoài để bún được ngon hơn. Còn bún dài, dai rất là ngon luôn. Đây là bún sau khi mình đã rửa sạch nhiều lần bằng nước lạnh. Dai ngon chưa nè, và rất là trắng luôn. Mình để cho bún thật là ráo nước nha. Mình sẽ quấn bún thành những lọn nhỏ. Khi nào mình ăn thì sẽ lấy một lọn, hai lọn cho bún không bị nát gãy nha các bạn.
Mình làm xong bây giờ là 2 giờ chiều. Bây giờ là 6 giờ, mình sẽ ăn chiều đây. Bữa chiều hôm nay của mình sẽ là bún thịt bò xào. Làm những lọn bún nhỏ như vậy rất dễ lấy, nó không có bị dính nhau. Đây là thịt bò bằm. Bonus thêm một trứng vịt lộn nữa. Mình sẽ chan mắm nêm. Trộn lên xem nào. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Bún dai và ngon như thế này là đạt yêu cầu nha các bạn. Mình kiểm tra bún đã để qua đêm cho các bạn xem nha. Bún vẫn còn rất dai và ngon. Sáng nay mình sẽ chan bún với nước lèo cua. Trộn bún lên thử xem nào. Bún vẫn còn dai và ngon lắm luôn. Chúc cô chú anh chị và các bạn làm bún thật là thành công với công thức mình chia sẻ và cách làm thật là kỹ nha. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Xin cảm ơn cả nhà, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!